tay phân tay nước tiểu, một mình nuôi lớn nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tu vi vô song, mới có 8 tuổi rưỡi biến vô địch khắp thiên hạ. Bây giờ nghe Huyền Vũ kia tiếng kinh hô, Sở Mặc hai tay chống nạnh miệng đầy lời tục tĩu, phát tiết bất mãn của hắn. Nào có vừa thấy mặt liền nói người không chớt, Giả Lập chiến trường cửa vào, hậu thổ cùng thần nông Vô Thiên, Cửu Vĩ Hồ mấy cái đều tại, nhìn thấy đãng ma thiên tôn kia khuôn mặt quen thuộc. Hậu thổ cười cười, ta, gia hỏa này là ngươi năm đó hảo huynh đệ kiêm tình địch, Bắc Cực Huyền Vũ, cũng là đạo tông chúa tể đãng ma thiên tôn. Sở Mặc khẽ giật mình, huynh đệ của ta, tình địch, không sai, lúc trước Huyền Vũ gia hỏa này vốn là chuẩn bị lực bài chúng nghị, mang theo toàn bộ đạo tông giúp chúng ta tu la giới. Nhưng là ngươi cảm thấy cho dù bọn hắn gia nhập cũng vô dụng, liền tại ngươi mãnh liệt yêu cầu dưới, bọn hắn thối lui ra khỏi thảo phạt chi chiến, chuyển thành âm thầm cho chúng ta cung cấp tình báo loại hình. Hậu thổ sắc mặt nhu hòa giải thích nói, thần nông cũng xông Huyền Vũ nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Sở Mặc nghe xong về sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là sinh tử tương giao hảo huynh đệ, kia không có chuyện gì, chỉ cần ngươi không nhớ thương vợ ta, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Nhìn qua trước mặt cái này cà lơ phất phơ có chút không quá đáng tin cậy ra hỏa, đãng ma thiên tôn một mặt kinh ngạc, nghi ngờ hướng đằng rắn cùng huyền nữ hỏi, con hàng này thật sự là tu la tên kia. Hai người gật đầu bất đắc dĩ, cũng không trách Huyền Vũ không tin, thật sự là Sở Mặc cùng trước mấy đời tính cách chênh lệch quá xa. Đạt được hai nữ thừa nhận về sau, Huyền Vũ một mặt đáng chát nhìn thoáng qua Liễu Thanh Tuyết, miệng bên trong kìm lòng không được, thương cảm nhẹ giọng hát lên, ta gặp lại ngươi thời điểm, ngươi đã dắt tay của người khác, bên cạnh còn đi theo cái tiểu bằng hữu. Lắc lắc đầu, Huyền Vũ chán nản thở dài, bây giờ cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sớm đã là Sở Mặc hình dáng, hắn đương nhiên sẽ không lại nhớ thương, nhiều nhất cảm khái vài câu. Đúng rồi Tu La, hậu thổ đạo hữu, các ngươi đang làm cái gì? Vừa mới chuẩn bị tiến đế cấp Giả Lập chiến trường, ngươi liền đến, ngươi nói chúng ta đang làm cái gì? Hậu thổ liếc mắt, đều là người quen cũ, nói tới nói lui cũng không có gì cố kỵ. Nghe vậy, Huyền Vũ lập tức sững sờ, đế cấp Giả Lập chiến trường, vân vân, đây là. Huyền Vũ ánh mắt bị dưới chiến trường phương đầu kia trong suốt dãy núi hấp dẫn, ngọa tào, như thế lớn cực phẩm linh tinh dãy núi, Tu La ngươi đạp ngựa ở đâu ra? Sở Mặc vung tay áo một cái, ánh mắt thâm thúy u buồn, đây là ta nhặt được, sự tình còn phải từ mấy năm trước nói lên. Kia là một cái màn thời tiết sáng sủa buổi chiều, ta đụng phải một đầu kim long, hắn nói. Lời còn chưa nói hết, Ly Sơn lão mẫu một đạo yêu kiều âm thanh truyền tới, ngậm miệng, có thể hay không thay cái lấy cớ. Không chỉ có là nàng sạm mặt lại, liền ngay cả Lãnh Nhược Hề cùng Huyền Nữ đều là giống nhau, khóe miệng co giật không ngừng. Tình cảm kia ngũ trảo kim long, liền đặt nhà ngươi bày hàng vỉa hè thôi, cái gì đều cho ngươi. Huyền Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, để hắn nói xong a. Đằng sau đầu kim long tên kia xác thực thích bảo tàng bối, nó đưa cho người linh mạch. Sở Mặc vô tội nháy nháy mắt, tại Huyền Vũ ánh mắt mong đợi bên trong chậm rãi giơ lên ngón tay giữa, tiện hề hề nói ra, liền không nói cho ngươi, trừ phi ngươi về tà 50. Huyền Vũ hít sâu một hơi, cô nén đánh người xúc động, tuy nói không hiểu cái gì V50 là có ý gì, nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói. Vạn năm không thấy, cái này bạn thân Tu La trên thân đã không có năm đó kia duy ngã độc tôn bá khí, còn dư lại tất cả đều là tiện khí, thật sự là đi tinh hoa nạp cặn bã. Như thế lớn linh mạch cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi nha. Nhìn qua nhiều như vậy linh tinh, Huyền Vũ hâm mộ hỏng. Không riêng long tộc thích thu thập tài bảo, nó Huyền Vũ nhất tộc đồng dạng thích. Sở Mặc hào phóng phất phất tay, muốn hay không phân ngươi một điểm, ta cho ngươi cắt một đoạn, dù sao ca có tiền, ta lão Sở kết giao bằng hữu cũng không để ý đối phương có tiền hay không, dù sao hắn có tiền nữa cũng không có ta có tiền. Huyền Vũ khóe miệng co quắp một trận, nội tâm mắng to, ghê tởm, bị hắn đựng. Tuy nói trong lòng rất muốn, nhưng làm hảo huynh đệ, nhìn thấy đối phương kia dương dương đắc ý bộ dáng, hắn khí liền không đánh một chỗ tới. Hừ, không muốn, ngươi cái nhà giàu mới nổi. Đám người cực kỳ gật đầu đồng ý, đối phương điệu bộ này cũng không chính là nhà giàu mới nổi sao. Sở Mặc bất mãn nhếch miệng, có biết nói chuyện hay không, cái gì nhà giàu mới nổi. Ta đây chỉ là tốc độ kiếm tiền quá nhanh, khí chất một chút không có đuổi theo mà thôi. Đám người giờ khắc này, Vệ Thăng Kim bọn người tựa hồ minh bạch, vì cái gì Sở Linh Nhi nói chuyện như thế làm giận. Nguyên lai cha nào con ấy, đây đều là di truyền. Bất quá nhìn thấy trước mắt cái này hai đại chúa tể cùng phổ thông tu sĩ, không có chút nào giá đỡ. Trong lòng mọi người chỉ cảm thấy tiếp địa khí, có thể cùng chúa tể, siêu thoát đại lão cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói ra đủ thổi cả đời. Được rồi, ta đi vào trước cho ta tông môn đệ tử, biểu diễn một lượt kỹ xảo chiến đấu, đợi lát nữa lại cùng ngươi cái này hảo huynh đệ tán gẫu. Sở Mặc có chút gấp không thể chờ, lúc nào trang bức thích nhất, đương nhiên là tại mình hảo huynh đệ trước mặt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong,
Sở Mặc mang theo Kháo Sơn Tông những đệ tử này bước vào Giả Lập chiến trường, tay cầm trường kiếm, Sở Mặc bay tới không trung, một mặt nghiêm túc nhìn phía dưới những đệ tử kia, cao giọng hô: "Bổn tông chủ hôm nay liền dạy các ngươi một cái tu luyện đạo lý, các ngươi cho lão tử nhớ cho kỹ, làm một tu sĩ, các ngươi nếu là muốn trở thành giống như ta đỉnh tiêm cao thủ, vậy các ngươi nhất định phải thường xuyên dục huyết phấn chiến, chỉ có không sợ sinh tử, dũng cảm tiến tới, không sợ khổ không sợ đau nhức, mới có thể tại thời khắc sinh tử lĩnh ngộ võ đạo chân lý, từ đó đột phá đạt tới đỉnh phong." Kháo Sơn Tông các đệ tử khoanh chân ngồi dưới đất, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe tông chủ dạy bảo. Nghe vậy, màn sáng bên ngoài huyền vũ, đằng rắn bọn người là cực kỳ gật đầu đồng ý, phối hợp nói ra: "Có thể đạt tới tiên đế cảnh giới, ai không phải dục huyết phấn chiến tới, lời ấy các ngươi cũng làm ghi nhớ." Nặc, đám người đem nó ghi tạc trong lòng, đây chính là đại lão giảng đạo. Trên chiến trường, Sở Mặc tóc dài bay múa, tay áo bồng bềnh, trên mặt ý cười vừa thu lại, trên thân kia tiện hề hề khí chất đột biến, trở nên cực kỳ xuất trần, giống như tuyệt thế kiếm tiên. Liễu Thanh Tuyết thanh lãnh gương mặt ửng đỏ, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương, cầm truyền âm thạch 360 độ không góc chớp quay chụp lấy Sở Mặc mỗi một cái động tác cùng biểu lộ. Đám người các đệ tử nhìn thấy Sở Mặc bộ dạng này sợ ngây người, nhất là Nam Cung Uyển Nhi mấy cái, căn bản chưa thấy qua Sở Mặc loại này hình thái, nhìn suy nghĩ xuất thần. Huyền Vũ cũng là ánh mắt run lên, gia hỏa này bay thẳng đến trên không trung đến cùng đang nổi lên cái gì đâu. May Sở Mặc không nghe thấy hắn, nếu không khẳng định tự ngạo nói một câu: "Đương nhiên là đang trang bức hưởng thụ các ngươi sùng bái à. Có trời mới biết lão tử vì lõm cái này tạo hình, ta luyện bao nhiêu lần, hôm nay rốt cục phát huy được tác dụng." Sở Mặc mở mắt ra, trong mắt tách ra kinh mang, vung tay lên trống rỗng mô phỏng ra 1000 tôn tiên đế đỉnh phong đối thủ. Linh mạch bên trong đại lượng linh khí bị rút đi, nhưng đối Kháo Sơn Tông mà nói, không đau không ngứa. Nhìn trước mắt nhiều như vậy tiên đế, dù là Huyền Vũ đều là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Gia hỏa này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn đánh 1000 cái tiên đế đỉnh phong? Cái này sao có thể làm được, dù là năm đó thời kỳ toàn thịnh hắn, cũng nhiều nhất có thể đồng thời lực chiến 5-6 cái chúa tể cùng mười mấy cái tiên đế mà thôi. 1000 cái tiên đế đỉnh phong, cho dù là ta đi vào, cũng sẽ bị đánh ra liệt đến. Tiểu tử này, thật sự là hầm cầu bên trong thắp đèn lồng, muốn chết à? Đợi lát nữa ném đi mặt mũi, ta nhìn ngươi làm sao đối diện với mấy cái này đệ tử. Huyền Vũ hai tay ôm ngực, lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Trong mắt hắn, mặc dù nhìn không thấu Sở Mặc cảnh giới, nhưng nghĩ đến cũng liền mạnh hơn chính mình bên trên một bộ phận mà thôi, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Dù sao đột phá siêu thoát có bao nhiêu khó, hắn so với ai khác đều rõ ràng. 5 vạn năm trước hắn Huyền Vũ cũng đã là chúa tể cảnh giới, 5 vạn năm sau như cũ không thể sờ đến siêu thoát biên giới. Hắn không tin có người có thể đột phá siêu thoát, có lẽ phương thế giới này có khả năng gánh chịu, tối cao chính là nửa bước siêu thoát cảnh giới à. Sở Mặc nhếch miệng lên, dùng kia thâm trầm ngữ khí hướng chúng đệ tử nói: "Những vũ kỹ này, ta chỉ dạy một lần, chư vị mời xem trọng, chăm chú học tập kinh nghiệm chiến đấu." Nói thật, ta cũng có rất nhiều năm không có dục huyết phấn chiến, vừa vặn hôm nay lại đến thể hội một chút loại cảm giác này. Nói xong, hướng kia 1000 tiên đế ngoắc ngoắc tay, 1000 vị tiên đế giận dữ, trong nháy mắt mang theo có thể phá hủy hết thảy nội lực, ùa lên. Sở Mặc trong khoảnh khắc bị nuốt hết, biến mất tại trong biển người, để cho người ta không nhìn thấy nửa phần thân ảnh. Thấy thế, Huyền Vũ, Huyền Nữ, đằng rắn cùng hậu thổ bọn này tiên đế đỉnh phong cường giả, ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào vòng chiến, muốn nhìn một chút Sở Mặc như thế nào phá cục. Một chút giây, một tiếng cỏ người lão mộc vang vọng bầu trời, một đạo vô kiên bất tồi kiếm khí hiện lên, không gian từng khúc băng liệt, kia 1000 tôn tiên đế chạm đến kiếm khí về sau, trực tiếp chôn vùi thành cho bụi. Một nháy mắt, đám người phảng phất đi tới tận thế, loại kia cảm giác áp bách để Huyền Vũ đám người này đều là mắt lộ ra hãi nhiên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Mặc thu kiếm, 45 độ ngước nhìn bầu trời, cực kỳ cảm khái. Trải qua một trận dục huyết phấn chiến, ta cảm giác lại trưởng thành. Nhìn qua kia mặt dày vô sỉ Sở Mặc, đám người khóe miệng co giật không thôi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cái này mẹ hắn, dục huyết phấn chiến, ngươi tắm cái gì máu, một kiếm xuống tới cái gì cũng bị mất, thậm chí chúng ta ngay cả ngươi làm sao xuất kiếm cũng không thấy, liền kết thúc. Bất quá trầm mặc qua đi, nương theo tới lại là các đệ tử, cuồng loạn điên cuồng hò hét: "Tông chủ, vô địch, vô địch, vô địch." Các đệ tử lòng tràn đầy sùng bái, một kiếm chảm diệt 1000 tiên đế đỉnh phong, thiên hạ người nào có thể làm được. Có dạng này tông chủ, chính là mình những này con kiến hôi chỗ dựa. Huyền Nữ, Nam Cung Uyển Nhi, Liễu Thanh Tuyết cùng Lãnh Nhược Hề cùng Băng Tuyết Tông kia một đám nữ đệ tử, cũng tất cả đều lộ ra vẻ sùng bái, từng cái trong mắt tỏa ra ánh sao, hận không thể để Sở Mặc tay nắm tay dạy các nàng. Cảm nhận được một kiếm kia phong hoa, Huyền Vũ toàn thân không cầm được run rẩy lên, hắn muốn bắt lấy trong đó một chút ảo diệu, lại phát hiện làm sao cũng bắt không được.
như mình lĩnh ngộ dù là như thế một tia, tuyệt đối đối với hắn rất có ích lợi. Nhìn qua Giả Lập trong chiến trường, kia một mặt cao thâm mà chắc Sở Mặc, Huyền Vũ hít sâu một hơi, dùng kia kích động lại run rẩy ngữ khí hỏi, ngươi đột phá, bước ra một bước kia. Sở Mặc khóe miệng hơi vểnh, giống như thế ngoại cao nhân, tự ngạo nói ra. Đột phá, ta vốn là tại thế gian vô địch, ta sao là đột phá nói chuyện. Huyền Vũ trầm mặc hồi lâu, nhìn thấy Sở Mặc vô địch chi tư, hắn hiểu được tứ đại thánh tông, cùng năm đó động thủ qua tông môn, tận thế đến rồi. Huyền Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vô cùng chờ mong mà hỏi, khi nào ra giết tới Linh Sơn, mang ta một cái, lần này ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ hành động, ta muốn nhìn ngươi như thế nào đầu tiên diệt Phật, cho phương Tây chư thần mang đến một trận chư thần hoàng hôn. Đãng Ma Thiên Tôn cảm xúc bành trướng, siêu thoát cảnh, mình cái này huynh đệ thế mà đạt tới siêu thoát cảnh, năm đó nhiều như vậy thiên kiêu đủ đua tiếng, cuối cùng vẫn bị hắn cái này thiên kiêu bên trong yêu nghiệt vượt lên trước một bước bước vào kia, làm cho tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Đây là một cái cảnh giới toàn mới, liền vừa mới Sở Mặc một kiếm kia uy lực, Huyền Vũ cách màn sáng đều cảm giác được rung động lòng người. Dù là hắn vị này chúa tể, đều sinh ra một loại ta làm kiến hôi cảm giác. 1000 vị tiên đế đỉnh phong, phất tay chảm diệt, một màn này bị hắn lạc ấn tại trong lòng, cả một đời cũng vô pháp quên. Nghe đối phương, Sở Mặc sờ lên cái mũi, thù khẳng định là muốn báo thù, nhưng không phải hiện tại, ta còn muốn chuẩn bị ba mấy tháng. À đúng, Phật giáo bọn hắn có bao nhiêu tiên đế, mấy đại thánh tông cộng lại có bao nhiêu. Sở Mặc tâm như gương sáng, mình trong núi có được vô địch lĩnh vực cái gì cũng không sợ. Thế nhưng là tân thủ bảo hộ kỳ thoáng qua một cái này đi ra ngoài về sau, an toàn nhưng là không còn đến bảo đảm. Là một người xuyên Việt, hắn đương nhiên biết cầu ở đừng sóng câu nói này, nếu như chỉ có 9 thành 8 phần thắng, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào. Thực sự đánh không lại, vậy liền cầu đến cừu nhân chết đi đào hắn mộ phần, đem hắn thi cốt móc ra nghiền nát vung trong biển, sau đó đánh hắn em bé, đạp hắn cháu trai ngủ hắn bà nương cùng con dâu tôn tức. Nếu như cừu nhân chuyển thế, vậy thì tìm đến hắn chuyển thế chi thân, lại báo thủ một lần. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ cần cầu được, thù nha, sớm muộn có thể báo. Huyền Vũ nghe xong còn muốn 3 tháng, lập tức nhẹ gật đầu, trong đầu não bổ ra một trận kinh thiên động địa kế hoạch lớn. Rõ ràng đã có được vô địch lực lượng, lại vững vàng không ra, cái này tu la mưu đồ quá lớn a. Nguyên bản rất nhiều vị diện ta đạo tông mạnh nhất, nhưng là mấy cái kia thánh tông đang đuổi đi ngươi tu la giới về sau. Thanh thế đẩy lên đỉnh phong, mượn vị diện dung hợp hấp dẫn không ít cao thủ tiến vào. Trong đó Phật giáo thực lực mạnh nhất, lúc đầu có 55 tôn Phật, đằng sau xảy ra chút vấn đề. Có cái đấu chiến thắng Phật, còn có một cái gì quỷ Phật, bị đuổi giết phản bội chạy trốn, cuối cùng không biết tung tích, cùng hắn hai cùng một chỗ biến mất. Còn có hai vị không được Phật quả cao thủ, nguyên bản bên cạnh ngươi Địa Tạng cũng có thể thành Phật, bất quá hắn giống như cũng bị âm. Đãng Ma Thiên Tôn kiên nhẫn giải thích vài câu, nói lên những cái kia chư Phật lúc, trên mặt hắn còn mang theo không ít cười lạnh. Tuy nói có câu nói rằng chính là Phật vốn là đạo, nhưng Phật, đạo từ xưa bất tương dung, hắn đối Phật giáo càng không có sắc mặt tốt. Tại hắn loại này ghét ác như cừu Thiên Tôn trong mắt, Phật giáo người tràn đầy các loại âm u, hắn nhất nhìn khó chịu. Đối với cái này, Hắc Hóa Địa Tạng cũng chính là bây giờ Vô Thiên Ma Đế, đưa tay nắm thật chặt trong ngực Cửu Vĩ Hồ eo nhỏ, khóe miệng cũng phủ lên lạnh lẽo cùng tà mị. Bản lão ma cùng phu nhân của ta đắc kỷ, liền đợi đến tông chủ giết tới Linh Sơn ngày đó. Đến lúc đó, ta muốn chém kia Thích Ca Mâu Ni, đem hắn luyện thành Phật dầu điểm đèn trong. Nhìn thấy Vô Thiên kia một mặt khoa trương yên huân trang, Huyền Vũ rõ ràng sững sờ. Hòa thượng cưới vợ, ban ngày ban mặt, Sở Mặc vỗ vỗ Vô Thiên bả vai, quay đầu tiếp tục hỏi, Tiên Tông, Minh giới, thần đình nhiều ít tiên đế, cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Sở Mặc cảm thấy có cần phải trước hiểu rõ ràng địch nhân thực lực, nếu là không được, trốn tránh tu luyện cái mấy năm lại ra khỏi núi cũng không muộn, làm người liền cầu ổn thỏa. Tiên Tông tất cả đều là hung thú tạo thành, không sai biệt lắm có 40 mấy tôn tiên đế cấp đại hung thú. Minh giới lấy Hades cầm đầu, chung 12 tôn hắc ám thần, còn có hơn 10 vị cái khác tiên đế cấp bậc cao thủ. Thần đình rớt làm chủ, cũng là 12 vị chủ thần, tầm 10 vị cái khác chủ thần. Hai tông tương đối yếu kém, nhưng là Minh Vương cùng Thần Vương chính là thân huynh đệ, tuy có không hợp nhưng tại đại sự bên trên vẫn là quan hệ mật thiết, gặp nguy hiểm hai tông đều là mặt trận thống nhất. Huyền Vũ kiên nhẫn giải thích một phen, cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở. À đúng, Minh giới những năm này một mực tại mô phỏng tạo dựng ngươi tu la giới lúc trước pháp tắc, ý đồ thu nạp vong linh, bây giờ được sự giúp đỡ của rớt, giống như có không ít tiến triển, khả năng cách tạo dựng bọn hắn luân hồi pháp tắc không xa, không thể không phòng. Sở Mặc ánh mắt co rụt lại, cái này Minh giới giữ lại không được, cùng ta Kháo Sơn tông bộ hậu cần đoạt nghiệp vụ muốn chết.
Bất quá ước lượng một chút tông môn của mình thực lực về sau, Sở Mặc cảm thấy vẫn là vững vàng phát dục một đoạn thời gian lại nói. Khảo Sơn Tông bây giờ có được 18 tôn hung thú, đều đã tại phá đế đan trợ giúp hạ tiến bộ không ít, tất cả đều là tiên đế cảnh giới. Thiên cầu càng là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến tiên đế hậu kỳ. Mà Đông Nhạc Đại Đế cũng miễn cưỡng bước vào tiên đế, tăng thêm Vô Thiên, Thần Nông, Hậu Thổ, cùng hắn chính Sở Mặc. Chung 23 tôn tiên đế cường giả, cho dù tăng thêm Đạo Tông, cũng còn chưa đủ cùng mấy đại thánh tông kia 1-200 tiên đế tranh phong. Không có tuyệt đối nghiền ép nắm chắc, hắn sẽ không ra núi. Còn cần không ít thành viên tổ chức A, ta muốn là nghiền ép, mà không phải thế lực ngang nhau đánh lâu dài. Về phần làm sao gia tăng tiên đế cao thủ, Sở Mặc đem ánh mắt đặt ở phá đế đan bên trên. Trước mắt hắn còn nắm giữ lấy hơn 8.000 mai, nữ nhi của hắn vậy cũng có hơn 9.000, lợi dụng thỏa đáng còn có thể chế tạo không ít tiên đế ra. Đúng rồi, ngươi vừa nói tiên tông tất cả đều là hung thú tạo thành. Không sai, yêu hoàng đông hoàng thái nhất, bản thân liền là chỉ tam túc kim ô, Huyền Vũ đáp. Sở Mặc như có điều suy nghĩ sờ lên cái cằm, đông hoàng nguyên lai là gà đại ca, hắn sẽ đánh bóng rổ không? Huyền Vũ khóe miệng giật một cái, liếc mắt, ta nào biết được. Sở Mặc suy nghĩ mấy giây sau, hướng nữ nhi của mình Sở Linh Nhi bàn giao nói, nữ nhi ngoan a, cha có một cái nhiệm vụ trọng đại giao cho ngươi, nhàn đến lúc không có chuyện gì làm, ngươi đi thêm tiên tông bắt chút tiên tôn yêu thú, nửa đế tốt nhất, không có vấn đề a. Nghe vậy, Sở Linh Nhi hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng thẳng, chào một cái, vâng, ta thân yêu cha, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thoại âm rơi xuống, bên cạnh Cửu Vĩ Hồ, Lục Ngô chờ hung thú nhìn nhau, tất cả đều đứng dậy. Tiểu thư, nếu là đi tiên tông, chúng ta còn muốn mời tiểu thư ngài giúp chúng ta hỏi thăm một chút, nhìn qua chúng ta chủng tộc hậu đại bây giờ trải qua ra sao rồi. Nếu là bọn chúng nguyện ý, có thể đem bọn chúng cùng nhau mang về. Đúng rồi, đây là chúng ta trong tộc tín vật. Ngài nhưng cho chúng nó tộc trưởng nhìn qua, nhưng ngài nhất định phải chú ý an toàn. Tuy nói chúng ta trước kia là trong tộc lão tổ, nhưng bị chủ nhân trấn áp vài vạn năm, tu vi đã sớm theo không kịp. Ai biết những cái kia hậu hình đại, vẫn sẽ hay không nghe theo lời của chúng ta, liền sợ ra chút bất hiếu tử tôn. Không riêng người có không hiếu thuận hậu đại, hung thú cũng tương tự có. Sở Mặc công chúng hung thú tín vật, thông qua hệ thống gửi thư tới. Sở Linh Nhi tiếp vào tín vật về sau, trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Nếu có thể đem những này chủng tộc đều kéo tiến Khảo Sơn Tông, nhất định có thể lần nữa đề cao không ít thực lực. Yêu thú một khi nhận chủ, vậy nhưng so với nhân loại tới trung tâm. Hai cha con lại nói chuyện phiếm một hồi, liền đem video cúp máy. Phu quân, nữ nhi không có nguy hiểm à, ta nghe nói tiên tông bên kia hung thú nhưng hung. Liễu Thanh Tuyết kéo tay, mang theo ưu sầu hỏi. Sở Mặc tùy tiện khoát tay áo, một mặt tự tin. Không sao, vạn nhất cát ném cái thai chính là, mà lại con gái chúng ta như thế cơ linh, xông xáo giang hồ lâu như vậy cũng không gặp ra chuyện gì. Không chừng, nàng so ngươi kinh nghiệm giang hồ còn lão đạo, không cần chúng ta lo lắng. Nói xong, đánh giá trong ngực Liễu Thanh Tuyết một chút, Sở Mặc lại có chút nhớ thương đối phương trên đùi tất chân. Có cái lão bà xinh đẹp cái gì đều tốt, chính là dễ dàng hư. Bởi vì cái gọi là no bụng thì nghĩ dâm dục, Sở Mặc nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, nhân sinh khổ đoạn, hai vợ chồng chúng ta hành lạc đi. Liễu Thanh Tuyết trà sát hắn một chút, tùm ngón tay ngọc hướng đầu bên trên một điểm. Ngươi nha, liền biết làm chuyện xấu. Chúng ta hai vợ chồng đi bên vách núi thổi một chút gió xuân, tâm sự không tốt sao? Sở Mặc cười ha hả xoa xoa đôi bàn tay, thổi gió xuân. Phu nhân có nghe hay không qua một câu, lời gì, gió xuân mười dặm, không bằng ngươi ngủ. Anh, ngươi chán ghét à, nhiều người như vậy đâu. Này, lão phu lão thê, ai còn không biết giữa vợ chồng kia việc sự tình. Sở Mặc cảm xúc bành trướng nắm ở đối phương eo thon, hai người một mặt ngọt ngào hướng nhà mình tiểu viện đi đến. Tay phân tay nước tiểu, một mình nuôi lớn nữ nhi. Nữ nhi không chỉ có thiên phú tuyệt luân, hơn nữa tu vi vô song. Mới có 8 tuổi rưỡi liền vô địch khắp thiên hạ, bây giờ... Một bên khác Sở Linh Nhi đã quyết định lên đường đi tiên tông bắt hung thú. Linh Nhi, thật không đi đạo tông ta chơi mấy ngày lại đi. Huyền Vũ thịnh tình mời, Sở Linh Nhi lại lắc đầu cự tuyệt. Sống phóng túng vẫn là không có giúp lão cha nàng làm việc trọng yếu. Không được, tạ ơn Huyền Vũ thúc, chờ ta bắt đủ yêu thú về sau, lại đến đạo tông tìm ngài đi. Vậy được rồi, thúc liền đi trước. Ngươi muốn tới nói cầm cái lệnh bài này, muốn đi ta đạo tông chỗ nào đều không ai có thể quản. Huyền Vũ đưa một khối rùa đen bộ dáng lệnh bài màu vàng óng cho đối phương. Làm xong đây hết thảy, Huyền Vũ xé mở vết nứt không gian, cầm phá đế đan về tới núi Thiên Tôn. Thân là đạo tông chúa tể, hắn hiện tại có nhiều việc vô cùng, cần vội vàng chọn lựa nửa đế yêu thú để bọn chúng đột phá, tranh thủ thời gian đền bù trên thực lực hao tổn. Nhìn qua Huyền Vũ rời đi, Sở Linh Nhi cùng Vệ Thăng Kim mấy cái cáo biệt Lãnh Nhược Hề, chuẩn bị lên đường. Lúc này, Sở Linh Nhi mấy cái truyền âm thạch cùng một chỗ vang lên.
Mấy người lấy ra xem xét, đúng là Dược Trần gửi tới tin tức. Linh Nhi tiểu thư, lão hủ tại đan tháp cùng kia nghịch đồ tỉ thí lúc, bất hạnh bị tính kế, bây giờ chỉ sợ tai kiếp khó thoát. 3 ngày sau lão đầu ta sẽ bị xử tử, đã đáp ứng vì tiểu thư hiệu mệnh, chỉ sợ không làm được, còn xin tiểu thư tha thứ lão đầu nuốt lời. Ngoài ra ta còn có không ít di sản, bị ta chôn ở Ngũ Cô Nương núi, cây kia đại dòng thụ dưới, tiểu thư ngài nhớ kỹ đi đào. Nhìn thấy cái này mấy đầu tin tức, Sở Linh Nhi mấy cái hai mặt nhìn nhau. Dược Trần trước đó cũng là bọn hắn đồng đội, vì tìm nghịch đồ Tiêu Viêm Lửa báo thù mới rời khỏi đội ngũ, không nghĩ tới thật vất vả khôi phục cảnh giới hắn, thế mà thất bại rồi. Cái này, tiểu thư, đã liên lạc không được ra bụi, làm sao bây giờ? Vệ Thăng Kim cau mày hỏi. Sở Linh Nhi suy nghĩ mấy giây, tay nhỏ vung lên, cứu người trước. Chúng ta Linh Nhi nói đều đội, mỗi một cái thành viên đều là hảo huynh đệ, đồng sinh cộng tử qua, há có thể vứt bỏ lẫn nhau. Đi, đi trước đan tháp, nhìn qua tình huống như thế nào. Nghe mấy người trò chuyện, đang chuẩn bị xé rách hư không huyền nữ cùng Ly Sơn lão mẫu sững sờ. Các ngươi chuẩn bị đi đan tháp mà lại ta nghe các ngươi nâng lên Dược Trần, hắn cùng các ngươi là bằng hữu. Đúng a, thế nào mẹ nuôi? Sở Linh Nhi quay đầu, nháy mắt to, huyền nữ mỉm cười, cực điểm cương triều. Ha ha, cái này Dược Trần ta và ngươi Ly Sơn di nương biết, vài ngày trước còn tới đan tháp cùng phó tháp chủ tỷ thí đâu. Vừa vặn, ta cùng ngươi Ly Sơn di nương cũng chuẩn bị đi xử lý chút chuyện, không bằng cùng một chỗ a. Thuận tiện nói cho chúng ta một chút, cái này Dược Trần cùng phó tháp chủ Tiêu Viêm đến cùng là tình huống như thế nào? Sở Linh Nhi như nói thật một lần Dược Trần cùng đối phương ân oán gút mắc. Nghe xong về sau, huyền nữ sắc mặt dần dần trầm xuống, đưa tay vỗ vỗ Ly Sơn lão mẫu bả vai, không nghĩ tới kia Tiêu Viêm lại là cái nghịch đồ Bạch Nhãn Lang, còn chiếm lấy mình sư mẫu, thiệt thòi, ta còn cảm thấy người khác mô hình cầu dạng đâu. Tỷ tỷ, chuyện nhà của ngươi, chính ngươi làm chủ. Ly Sơn lão mẫu sắc mặt tái xanh, Linh Nhi ngươi nói là sự thật. Dù sao Dược Trần ra ra là nói như vậy, bằng cảm giác của ta hắn sẽ không nói dối. Sở Linh Nhi lên tiếng, hai nữ đã hiểu. Ly Sơn lão mẫu vuốt vuốt đối phương đầu, đi, chuyện này di nương sẽ hảo hảo tra rõ, đến lúc đó nhất định cho ngươi bằng hữu một cái công đạo. Ta đan tháp sẽ không giấu kín gian nhân, như đúng như Dược Trần nói, cái này Tiêu Viêm ta cũng liền không cần thiết giữ lại. Bản đế nhìn kia Tiêu Viêm Lửa có phúc nguyên cùng thiên phú, đặc địa đề bạt đi lên, những năm này ỷ vào ta đối với hắn coi trọng quả thật có chút quá mức. Nghe nói như thế, Sở Linh Nhi ngọt ngọt cười. Đan tháp là Ly Sơn lão mẫu, mình ngược lại là không tốt đi chém chém giết giết. Bây giờ có nàng xuất thủ xa so với tự mình ra tay tới tốt lắm. Tốt, kia di nương các ngươi đi trước đi. Đi vết nứt không gian các ngươi mang không được nhiều người như vậy. Ta liền cùng lão vệ, đồ đồ các nàng cưỡi phệ thiên hổ đến. Chậm nhất ngày mai liền có thể đuổi tới. Huyền nữ nhẹ gật đầu, vậy được rồi, ta cùng ngươi di nương về trước đi điều tra chuyện này. Hai nữ căn bản không lo lắng Sở Linh Nhi an toàn, gặp phải nàng, ngược lại là người xấu cần lo lắng cho mình. Hai nữ rời đi, Sở Linh Nhi cũng móc ra một thanh phá đế đan, cho phệ thiên hổ hào xe thể thao thăng lên cấp, đạt đến đế cấp hung thú phạm chủ. Một đoàn người cưỡi cái này uy mãnh phong cách đế thú, một đường hướng đan tháp tiến lên. Về phần cái khác bị thu phục tôn cấp yêu thú, liền tạm thời lưu tại băng tuyết tông tu luyện, chỉ đợi đến nửa đế liền có thể cắn thuốc đột phá. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, Ly Sơn lão mẫu sau khi trở về cũng xác thực bắt đầu điều tra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhìn qua trước mặt bày biện không ít bí ẩn tư liệu, Ly Sơn lão mẫu ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp chỉ rõ cái này Tiêu Viêm hãm hại sư phụ hắn, cũng chiếm đoạt sư nương, thế nhưng là những năm này cũng vẫn là lợi dụng chức quyền hại không ít có tư chất luyện đan sư. Bản đế liền nói, gần nhất ngàn năm vì sao một mực không có cái gì có thể xem qua nhân tài, nguyên lai đều bị hắn hại chớt. Đây là sợ hãi kẻ đến sau cư bên trên chiếm quyền lực của hắn địa vị sao? Còn kéo bè kết phái, chuẩn bị giá không bản đế rồi. Huyền nữ ngồi trên ghế thưởng thức trà sao, ăn điểm tâm, vui vẻ nhìn qua náo nhiệt. Bỗng nhiên, lông mày nhíu lại, Linh Nhi nha đầu khí tức xuất hiện tại các ngươi đan thành, chỉ là giống như ngừng lại thật lâu không nhúc nhích. Nha đầu này đã tới, vì sao không trực tiếp tới đan tháp, ta hỏi nàng một chút trước. Huyền nữ kinh ngạc vô cùng, lấy ra truyền âm thạch hướng Sở Linh Nhi hỏi. Nhưng Sở Linh Nhi trả lời, lại làm cho nàng trong lòng siết chặt. Mẹ nuôi, ta cái này mới vừa vào thành, cửa thành phát sinh tọa kỵ va chạm mạnh, xảy ra ngoài ý muốn, tình trạng cực kỳ thảm liệt, có người trọng thương, còn có người muốn đánh nhau. Cái gì? Tọa kỵ kịch liệt va chạm, vậy ngươi không có bị thương chứ? Chờ lấy, mẹ nuôi lập tức tới ngay. Huyền nữ vô cùng khẩn trương. Sở Linh Nhi vội vàng khoát tay, không cần tới, ta một người xem náo nhiệt là được rồi. Huyền nữ, nguyên lai không phải ngươi. Dĩ nhiên không phải ta rồi, ta là khuyên can. Sở Linh Nhi thần khí vô cùng thanh âm truyền tới, huyền nữ một trận ngây người, nhịn không được cười lên. Ngươi nha đầu này sẽ còn khuyên can,
mẹ nuôi tra xét không ít tư liệu, ngươi thế nhưng là sẽ chỉ gây tai họa nha. Nói đến khuyên can, Sở Linh Nhi có chút giận, bĩu môi phàn nàn nói, mẹ nuôi ngươi đừng đề cập chuyện này, song phương đều không nghe khuyên, ta khuyên bọn hắn rất lâu, bọn hắn cũng không đánh. Ai? Nghe Sở Linh Nhi, Huyền Nữ cùng Ly Sơn lão mẫu đều là khóe miệng co giật, hai tấm tinh xảo trên gương mặt viết đầy im lặng. Quả nhiên, nha đầu này không phải đang làm sự tình chính là đang làm sự tình trên đường. Có ai khuyên can, là khuyên người khác đánh nhau, đoạt măng nhà. Ta kia cả đời quang minh lỗi lạc Tu La Ca Ca, thế nào liền bồi dưỡng được như thế một cái lão lục nữ nhi. Ngươi nha đầu này, thiệt thòi ta cùng ngươi di nương còn như thế lo lắng ngươi đây, muốn hay không mẹ nuôi tới đón ngươi. Không cần không cần, Linh Nhi cũng không phải tiểu hài tử, mình có thể tìm được. Sở Linh Nhi lúc này khoát tay, có trưởng bối đi theo, nào có mình mấy cái tiểu đồng bọn chơi đùa tới tự tại. Nghe vậy, Huyền Nữ lại đơn giản hàn huyên vài câu về sau, liền đem truyền âm thạch thu vào. Cửa thành, tại Sở Linh Nhi cực lực khuyên bảo, xe kia họa song phương rốt cục đánh lên. Đúng đúng, đánh hắn mặt. Ngươi đần a, hắn cắn ngươi lỗ tai ngươi sẽ không móc hắn cái mũi. Ai ai, đồ đồ ngươi kéo ta làm gì, ta còn không có nhìn đủ đâu. Một mặt hưng phấn Sở Linh Nhi bị lôi kéo rời đi hiện trường. Vệ Thăng Kim lấy tay vỗ trán, cùng Kim Điêu huýt sáo giống như không biết nàng đồng dạng. Hồ Đồ Đồ thở dài, tiểu thư a, chúng ta làm người đi, đợi chút nữa bọn hắn muốn đánh chúng ta. Sở Linh Nhi cực không tình nguyện khoát tay áo, tốt a, vậy bây giờ đi đâu? Muốn hay không đi ăn một chút gì? Đuổi đến một ngày một đêm con đường, không chút ăn cơm đâu, vừa vặn thử một chút Đan Thành bên này đồ ăn hương vị như thế nào. Nhân sinh của nàng mục tiêu chính là ăn lượt khắp thiên hạ, nhìn lượt toàn thế giới phong cảnh, về phần cứu dược trần. Đây không phải còn chưa có chớt đâu, ăn no rồi lại cứu, không kém một hồi này. Mà lại có Huyền Nữ các nàng chiếu khán, dược trần không chớt được. Cái này đề nghị vừa ra, lập tức đạt được Vệ Thăng Kim cùng Hồ Đồ Đồ đồng ý. Ai, năm đó ta tới qua mấy lần Đan Thành, ta biết phía trước có cái trong quán đồ vật tặc ăn ngon, kêu cái gì vàng lỏng sầu riêng hồ súc cay. Nghe thối, bắt đầu ăn tặc ăn ngon, năm đó may mắn hưởng qua một lần, mỹ vị đến cực hạn. Vệ Thăng Kim đưa tay hướng nơi xa một chỉ, thèm ăn liếm liếm đầu lưỡi. Theo Sở Linh Nhi nhiều ngày như vậy, khác không có học được, ngược lại là tích cốc thói quen bị từ bỏ. Hai cái thèm ăn thiếu nữ nhìn nhau, như gà con mổ thóc đồng dạng điên cuồng gật đầu. Ba người một điêu đi tới Vệ Thăng Kim nói tới cái kia quầy hàng bên trên, một cỗ hôi thối xông vào mũi. Oẹ ngã, cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Hồ Đồ Đồ ánh mắt hoảng sợ nhìn qua những khách nhân kia trong chén, vàng óng có chút buồn nôn canh rán. Nhất là kia phát ra hôi thối hoàng cháo bên trên, còn dính nhuộm một chút là tiêu mặt, thì càng để nàng án. Cảm giác này tựa như bay lượn tại phi, thật sự giống một bát liệng. Liền ngay cả Kim Điêu đều chịu không được, dùng cánh che mũi, mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng ghét bỏ. Cái này gì đớp cứ khác nhau ở chỗ nào, thế giới nhân loại khó có thể lý giải được. Vệ Thăng Kim say mê hít mũi một cái, tư ha, chính là cái này vị, đây là đặc sắc các ngươi hiểu không? Đặc sắc không thấy được, nhưng là ngươi đặc sắc chúng ta biết, đám người đủ mắt trợn trắng. Vệ Thăng Kim sắc mặt trì trệ, ấm ức nói, chớ xem thường cái này sạp hàng, thế nhưng là danh tiếng lâu năm. Mặc dù có rất nhiều người ăn không vô sẽ nôn, nhưng ăn được thật đúng là cực phẩm mỹ vị đâu. Nếu như lại phối hợp một bát nóng hôi hổi mì sợi, chậc chậc, cực hạn hưởng thụ. Ta nói với các ngươi, nơi này mì sợi cũng là nhất tuyệt. Ngươi nhìn những cái kia thực khách khắp khuôn mặt đủ tiếu dung. Hai nữ nửa tin nửa ngờ, nhìn qua các thực khách có mặt lộ vẻ hưởng thụ, có nắm lỗ mũi nuốt xuống. Hai nữ trong lòng hiếu kỳ bị câu lên, nếu không, liền thử một chút. Sở Linh Nhi dùng cái kia khả ái búp bê âm hồ. Lão bản, đến 5 phần cái này cái gì vàng lỏng sầu riêng hồ súp cay, lại đến 4 phần mì sợi. Được rồi, phải lớn phần sao? Sở Linh Nhi khẽ giật mình, làm sao nghe là lạ. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đáp. Muốn, 5 to bằng cái bát phần. Được rồi, 5 to bằng cái bát phần, kia là hiện kéo nóng, vẫn là phải trước đó kéo lạnh. Sở Linh Nhi hít sâu một hơi, luôn cảm thấy trong không khí mùi thối càng thêm rõ ràng. Cắn răng một cái, hung dữ chừng nói, hiện kéo. Chủ quán ân cần thu thập ra một cái bàn, khăn lau hướng trên vai hất lên, trên mặt tràn đầy sán lạn thương nghiệp tiếu dung. Tốt, khách quan mời ngài ngồi, lập tức liền kéo ra, đợi lát nữa nhân lúc còn nóng ăn càng mỹ vị hơn nha. Nhìn qua chủ quán rời đi đi làm việc Lục, hai nữ sạm mặt lại. Loại này sạp hàng, vì sao còn như thế nóng nảy đâu? Lúc này, lão bản kia bỗng nhiên quay đầu. Đúng rồi khách quan, nhiều hơn một khối hạ phẩm linh tinh, có thể phối một bình đặc chế giải dính thanh mai canh. Xin hỏi các ngươi xứng sao? Phối đại gia ngươi, nhanh đi làm ăn. Vệ Thăng Kim cùng Phệ Thiên Hổ đều nổi giận. Hồ Đồ Đồ cùng Sở Linh Nhi nhìn nhau im lặng. Chỉ chốc lát sau công phu, chủ quán đem đồ vật toàn làm đi lên. Bất quá Sở Linh Nhi cùng Hồ Đồ Đồ bị chủ quán như thế một quấy nhiễu, đã không có gì khẩu vị. Nhìn qua cái này bát,
tựa như nhìn thấy mini hồ giác. Vệ Thăng Kim không quan tâm, kẹp lên mì sợi ăn một miếng, một mặt hưởng thụ. Chính là cái này mùi vị, quả nhiên hiện kéo ăn ngon. Các ngươi ăn à, thất thần làm gì? Ây, ngươi ăn trước, chúng ta còn giống như không đói bụng. Được rồi, ta uống trước điểm sầu riêng hồ súp cay, nhìn qua hương vị thay đổi không có. Vệ Thăng Kim cũng lười quản cái này hai nha đầu, ngửa đầu lộc cộc uống một hớp lớn, miệng bên trong một trận nhấm nuốt, lông mày của hắn dần dần nhíu lại. Hai tay dùng sức vỗ bàn một cái, hô, lão bản chuyện gì xảy ra? Cái này sầu riêng hồ súp cay thối là thúi chính tông, nhưng vì cái gì là chua? Tiểu lão bản cúi đầu khom lưng đi tới, từ trong ngực lấy ra một cây thìa, múc một chút xíu lướt qua một ngụm, lập tức áy náy vỗ vỗ đầu. Khách quan không có ý tứ, bên trên sai, đây là trước đó khách nhân kia nôn, quên đổ. Vệ Thăng Kim biểu lộ ngưng kết, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Quậy ngã, ba người một điêu trong nháy mắt nhịn không được, nhanh chóng chạy đến góc tường, vịn tường ói lên ói xuống. Các nàng thề, về sau cũng không tiếp tục ăn loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn tốt không có vào miệng. Nếu không, quậy ngã lão vệ, tâm lý của ngươi bóng ma diện tích, giờ phút này lớn bao nhiêu? Sở Linh Nhi nôn thở không ra hơi, tò mò hỏi. Vệ Thăng Kim trầm mặc không nói, một mặt u oán. Ba người tỉnh táo lại, quyết định tiến về đan tháp đi ăn cơm nhà nước. Đan tháp đứng lặng tại đan thành đỉnh cao nhất, nói là tháp, kỳ thật bề ngoài nhìn càng giống đan lô. Đan tháp có hai cái cửa vào, một cái là cho xin thuốc mua thuốc tu sĩ đi, một cái là cho luyện đan sư đi. Tu sĩ đội ngũ có thể nói từ đan tháp xếp tới cửa thành, cho dù không có đan tháp người duy trì trật tự, cũng không ai dám chen ngang nháo sự. Ai nháo sự liền sẽ bị vĩnh cửu kéo vào sổ đen, cả một đời tại đan tháp dưới trướng cơ cấu mua không được đan dược. So sánh cầu đan người xếp thành hàng dài, luyện đan sư bên kia thì là giải rác có thể đếm được. Khác biệt ra chính là luyện đan sư cửa vào có người trông coi, cần đưa ra luyện đan sư bằng chứng, lại thêm một chút kiểm tra mới có thể đi vào. Dừng lại, thông lệ kiểm tra. Ba người bị một vị thần sắc kiêu căng, con mắt nhìn lên trời chấp sự cho ngăn lại. Ngươi mắt bị mù, biết trước mặt ngươi vị tiểu thư này là người nào không, lại dám cản nàng. Vệ Thăng Kim trừng mắt, chó săn thuộc tính kéo căng, nổi giận mắng. Chấp sự ánh mắt run lên, lão phu chẳng cần biết ngươi là ai, tại đan tháp là rồng cho ta cuộn lại, là hổ cho ta nằm sấp. Trời đất bao la, ai có nhà ta phó tháp chủ lớn, trung thực nói cho các ngươi biết đi, mặc kệ các ngươi ở bên ngoài thế lực mạnh cỡ nào, ở trước mặt ta tốt nhất theo quy củ làm việc. Ta, thế nhưng là phó tháp chủ bên người hồng nhân, nhìn các ngươi tư thế, là đến tấn cấp luyện đan sư bằng chứng, hoặc là cùng đi trong đó ai thi đậu à. Chỉ cần các ngươi hiểu chuyện điểm, lão phu còn có thể mở ra thuận tiện đại môn, cho các ngươi hạ xuống độ khó đâu. Không nói tấn cấp khảo hạch bao qua, tối thiểu dễ dàng bảy thành. Chấp sự mịt mờ trà sát ngón tay cái cùng ngón trỏ, được an bài tại cái này, há có thể không lợi dụng chức quyền kiếm lời. Mặc dù loại này lấy quyền mưu tư hành vi bị tháp chủ nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng chỉ cần tất cả mọi người làm như vậy, vậy liền không có vấn đề gì, quy tắc ngầm nhà, mà lại có thể đi luyện đan sư thông đạo, cơ bản đều là luyện đan sư, giàu đến chảy mỡ, trên người một người làm một điểm liền đủ ăn rất lâu. Đó là cái công việc béo bở sự tình. Vệ Thăng Kim thấy thế giận dữ, định chuyển ra Ly Sơn lão mẫu tên tuổi tới. Sở Linh Nhi đưa tay ngăn cản hắn, ghé vào hắn bên tai nhẹ giọng nói ra. Không cần, Di Nương trước đó quên cho chúng ta ra trận bằng chứng, hắn cản chúng ta phù hợp quy củ. Vừa vặn, Di Nương bình thường ủy quyền không quản sự, bản tiểu thư hôm nay liền đến cái cải trang vi hành, giúp Di Nương nhìn qua phía dưới này giấu bao nhiêu dơ bẩn. Lão vệ ngươi đem bọn hắn quay xuống, tính cái chứng cứ, đến lúc đó để Di Nương mình đi giải quyết. Vệ Thăng Kim nhẹ gật đầu, âm thầm móc ra truyền âm thạch bắt đầu ghi chép. Nghe được mấy người nói nhỏ sau một lúc lâu còn nói không có tiền, kia chấp sự thái độ trong nháy mắt lạnh xuống, ghét bỏ bất mãn thúc giục. Xúi quẩy, nhanh đi qua trận pháp, đừng cản cổng vướng bận. Sở Linh Nhi mấy cái nhún vai, theo thứ tự bước vào trận pháp. Vệ Thăng Kim cùng Hồ Đồ Đồ một chút việc đều không có, nhưng đến phiên Sở Linh Nhi đi vào lúc, lại tít 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 báo cảnh sát. Chuyện gì xảy ra? À, trên thân mang theo kim loại đồ vật liền vào không được, nói cho các ngươi biết đi. Đan tháp bên trong vì cam đoan tính công chính của khảo hạch, có được cấm nhẫn chữ vật trận pháp. Hơn nữa còn không cho phép mang theo bất luận cái gì kim loại đi vào, để tránh quấy nhiễu được khảo hạch trận pháp bình phán. Phòng chính là các ngươi gian lận, đem trên người kim loại toàn buông xuống. Kia chấp sự khinh miệt giải thích một câu, Sở Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Ở trước mặt tất cả mọi người, từ nhỏ trong váy móc ra tay quay, chùy, cái kéo, bạo vũ lê hoa trầm, đinh đinh đang đang một đống lớn đồ vật vứt trên mặt đất. Thấy cảnh này, kia chấp sự cùng xung quanh tu sĩ khác đều mộng, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch.